kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa đề nghị truy tố Đỗ Anh Dũng, sinh năm 1961, Chủ tịch Công ty Tân Hoàng Minh, Đỗ Hoàng Việt, sinh năm 1994, con trai ông Dũng và 13 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc của nhà chức trách, tháng 6 năm 2021, do thực trạng vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, bị can Đỗ Anh Dũng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty. Các bị can sử dụng pháp nhân ba công ty con, ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn. Cùng với đó, thông đồng với các bị can hợp thức số liệu, làm đẹp báo cáo tài chính năm 2020-2021 nhằm hợp thức hóa cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Từ đó tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân huy động gần 14.000 tỷ đồng trái quy định cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo cáo buộc, bị can Đỗ Anh Dũng đã dùng 5.165 tỷ đồng để chi trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Số còn lại, ông Dũng khai đã dùng để trả nợ đến hạn, quá hạn cho ngân hàng và để đầu tư. Bị can Đỗ Anh Dũng còn khai đã chi 1.976 tỷ đồng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn, dùng 1.475 tỷ đồng mua cổ phần của công ty Thiên Bảo Phú Quốc, 1.050 tỷ đồng mua cổ phần công ty Bình Minh, 370 tỷ đồng mua cổ phần công ty Nam Anh Tú, 320 tỷ đồng mua cổ phần công ty Sao Đỏ Đà Nẵng, mua dự án tại Yên Phụ 620 tỷ đồng, đặt cọc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm 585 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Dũng khai dùng 62 tỷ đồng để làm từ thiện, đầu tư mã chứng khoán VPB và bị thua lỗ 153 tỷ đồng. Bị can này còn khai không nhớ chi tiết những khoản trả nợ, tiêu dùng cá nhân, mua USD, thanh toán hoạt động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trước đó, vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản TP.HCM tổ chức bán đấu giá lần lượt 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trúng đấu giá lô đất ký hiệu 312. Thời điểm đó, doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất với số tiền 24.500 tỷ đồng, hơn 2,4 tỷ đồng một mét vuông. Đây cũng là mức giá đất cao nhất thành phố Hồ Chí Minh và lập đỉnh tại thị trường Việt Nam. Sau đó, công ty Ngôi Sao Việt bỏ cọc, đơn phương chấm dứt hợp đồng, mất khoản tiền đặt trước gần 600 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, bị can Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Bên cạnh đó, quá trình điều tra, bị can Đỗ Anh Dũng thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả, có nhiều thành tích cống hiến cho xã hội. Do vậy, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan tố tụng giai đoạn sau xem xét khi lượng hình. Ngày 22 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, Công ty Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Công ty Tân Hoàng Minh được thành lập năm 1993, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, trong đó bị can Đoàn Anh Dũng góp hơn 5.147 tỷ đồng, chiếm 51,48%. Đỗ Anh Dũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong vụ án lừa đảo hơn 8.000 tỷ đồng, bị can Đỗ Anh Dũng được xác định có vai trò chủ mưu, con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt tham mưu thực hành theo chỉ đạo. Để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, Chủ tịch Tân Hoàng Minh thành lập thêm 45 công ty, trong đó có Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil Inn, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông. Những công ty này được Đoàn Anh Dũng chỉ định người nhà hoặc cá nhân pháp nhân liên quan đến Công ty Tân Hoàng Minh đứng tên góp vốn sở hữu cổ phần. Về mặt pháp lý, các công ty hạch toán tài chính kê khai báo cáo thuế độc lập, nhưng bản chất đều thuộc sở hữu và chịu chỉ đạo điều hành từ Đỗ Anh Dũng. Thời điểm đầu năm 2021, công ty Tân Hoàng Minh gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đầu tư. Để có tiền cho bộ máy làm việc và thanh toán những khoản nợ của tập đoàn, Đỗ Anh Dũng cũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính, tìm phương án, cách thức huy động vốn cho tập đoàn.
Trên cơ sở đề xuất của Việt, Đỗ Anh Dũng giao cho Việt chỉ đạo các lãnh đạo, nhân viên cấp dưới rà soát, lựa chọn pháp nhân thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm để thu hút được nhiều người gửi. Sau đó hợp thức trái chủ sử dụng pháp nhân thương hiệu của công ty Tân Hoàng Minh để bán cho nhà đầu tư thứ cấp nhằm huy động tiền. Việc phát hành trái phiếu không sử dụng pháp nhân công ty Tân Hoàng Minh làm tổ chức phát hành mà sử dụng pháp nhân của ba công ty con gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông. Do kết quả hoạt động kinh doanh của ba công ty được lựa chọn không đủ điều kiện để phát hành chào bán trái phiếu, nên Đỗ Hoàng Việt đã giao cho Phùng Thế Tính, Giám đốc Trung tâm Tài chính Kế toán Tân Hoàng Minh, nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính của ba công ty con theo hướng không đúng với thực tế. Tính chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa báo cáo tài chính về các chỉ tiêu tài chính, khoản nợ, ghi nhận lãi khống để đủ điều kiện phát hành theo quy định của pháp luật. Tiếp đấy, Đỗ Hoàng Việt nói cấp dưới tìm kiếm, lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020-2021 của ba công ty phát hành. Phùng Thế Tính sau đó gặp, trao đổi và thống nhất với Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, chi nhánh phía Bắc, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil. Tính cũng gặp Lê Văn Giò, Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội để thực hiện việc tương tự đối với Công ty Cung Điện Mùa Đông. Trong quá trình kiểm toán, các cá nhân tại hai công ty kiểm toán nêu trên không thực hiện đúng nhiệm vụ, làm đẹp báo cáo tài chính, hợp thức báo cáo kiểm toán giúp tập đoàn Tân Hoàng Minh đủ điều kiện phát hành 9 gói trái phiếu. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán khống để trở thành trái chủ sơ cấp, công ty Tân Hoàng Minh đã bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền hơn 13.900 tỷ đồng của nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo các đối tượng tại công ty Tân Hoàng Minh sử dụng hết vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu. Trong số đó, sử dụng 5.165 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Cơ quan tố tụng xác định bị can Đỗ Anh Dũng đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của 6.630 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án. Trong quá trình điều tra đến nay, công an thu hồi tổng cộng gần 8.645 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, bảo đảm thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Theo cáo trạng trong vụ án này, bị can Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho công ty Tân Hoàng Minh thông qua bị can Đỗ Hoàng Việt. Bị can Việt là người tham mưu đề xuất thực hành theo chỉ đạo, giúp sức tích cực cho chủ tịch công ty Tân Hoàng Minh. Các bị can còn lại thực hiện theo chỉ đạo, thông đồng giúp sức cho Đỗ Anh Dũng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!